5 điều mà chúng ta không nên làm ngay trước giờ đi ngủ. Thứ nhất đó là ăn khuya muộn. Đây là một cái thói quen mà chúng ta nên từ bỏ. Bởi vì càng về đêm thì mức tiêu hao năng lượng của cơ thể càng giảm sâu. Càng về đêm thì dạ dày ruột chúng ta làm việc càng kém. Cơ thể thiên về tĩnh âm, đó là sự thư giãn và nghỉ ngơi, chứ không phải là gồng mình chiến đấu, tiêu hóa. Cái lượng thức ăn mà chúng ta cố nhồi nhét để thỏa mãn cái miệng của chúng ta. Và điều gì sẽ xảy ra? Dạ dày ruột đình công buông xuôi, không chịu làm việc. Chúng ta vác một cái bụng no ứ ử leo lên giường đi ngủ. Thức ăn không thể tiêu hóa hết, chỉ tiêu hóa một phần, đều biến thành rác thải độc tố. Cặn thức ăn liên tục ủ thối lên men, sinh nhiệt là vùng đất vàng, tạo thành các hải khuẩn, nấm men, ký sinh trùng, khí độc, đầu độc môi trường dạ dày ruột, đầu độc máu. Bởi vì những cái độc tố này khi chúng ta ngủ say, nó sẽ thấm qua thành ruột đi vào máu. Từ máu sẽ khuếch đại các độc tố này đi khắp mọi ngõ ngách, đầu độc từng tế bào trong cơ thể. Và những người mà đêm á, để mà thức dậy trước bình minh rất khó khăn. Nếu mà có thức dậy được thì người rất là ê ẩm. Điều đó phản ánh đồng hồ sinh học của chúng ta bị loạn nhịp. Và khi thức giấc á, thì người lơ đơ uể oải và cực kỳ mệt mỏi. Cái điều đó nó tố cáo là độc tố trong tế bào rất nhiều, rác thải không được loại bỏ và tổng dọn vệ sinh. Cơ thể bị nhiễm độc, bị trúng độc bởi cái lượng đồ ăn đêm hôm qua mà chúng ta cố gắng nhồi nhét vào cơ thể. Nếu chúng ta duy trì điều này lâu thì sẽ sinh ra những cái bệnh liên quan tới đường ruột, rối loạn chuyển hóa đường ruột, mất cân bằng cái hệ thực vật, vi sinh vật trong ruột của chúng ta. Thứ nhất đó là căn bệnh trào ngược dạ dày. Thứ hai, táo bón. Thứ ba, chướng bụng khó tiêu. Thứ tư đó là các loại viêm, viêm đại tràng, viêm dạ dày, rồi là đau loét bao tử vân vân. Xa hơn nữa là nguy cơ tiềm ẩn nhiều các bệnh về sau. Cái thứ hai đó là uống nước sát giờ đi ngủ. Hãy ghi nhớ, nước là bổ sung vào ban ngày lúc bụng của chúng ta rỗng, ưu tiên bổ sung vào ban ngày. Còn ban đêm sát giờ đi ngủ rồi, nếu mà chúng ta uống nước thì điều gì sẽ xảy ra? Khi chúng ta đi ngủ, nước ở trong dạ dày cùng với thức ăn nó sẽ trào lên thực quản, gây ra cái hiện tượng trào ngược dạ dày, kéo theo cái chứng ngưng thở khi ngủ. Đặc biệt không tốt đối với những người có tiền sử mắc bệnh tim mạch, tiểu đường. Ngoài ra gây áp lực cho thận. Uống nước sát giờ đi ngủ, ban đêm sẽ sinh ra căn bệnh đi tiểu đơn, tiểu đêm. Và chúng ta cứ ra vào nhà vệ sinh liên tục, chập chờn ảnh hưởng tới giấc ngủ và gây áp lực lên cho thận. Đặc biệt chúng ta hãy tránh xa những cái loại đồ uống kích thích như là cà phê, trà đặc, nước tăng lực hoặc là rượu bia. Nó là những cái loại đồ uống lợi tiểu và sẽ khiến cho giấc ngủ của chúng ta chập chờn, đặc biệt khiến cho cơ thì chúng ta mất nước nhiều hơn. Để loại bỏ đi những cái chất có hại, những cái phẩm màu, những cái hương liệu phi tự nhiên, hoặc lượng đường quá nhiều, cơ thì chúng ta phải huy động nhiều khoáng tố để cân bằng đường huyết và đào thải những cái chất có hại ra khỏi cơ thể chúng ta. Cái điều thứ ba đó là xem điện thoại cách giờ đi ngủ trước một tiếng. Khi chúng ta xem điện thoại thì cái ánh sáng xanh á, nó phả vào mặt, nó xuyên qua não đi thẳng vào tuyến tùng. Tuyến tùng là giữa hai chân mày. Và ban đêm nó sẽ tiết ra cái hormone melatonin kích thích buồn ngủ tự nhiên. Nhưng khi á, ánh sáng xanh này nó phả vào mặt, xuyên vào não, sẽ khiến cho tuyến tùng này nó bị khô dần. Đặc biệt là cơ thì chúng ta sẽ lầm tưởng ban ngày, nên á, rất khó ngủ, rối loạn giấc ngủ, ngủ không sâu giấc, bởi vì do thiếu hụt cái hormone melatonin. Thứ hai là trên mạng, nền tảng mạng xã hội nào để mà thu hút người xem đều sẽ
đánh mạnh vào những cái thông tin tiêu cực như là cướp, giết, hiếp, thị phi, những cái chuyện giật gân. Chính những cái thông tin đấy nó ám ảnh cái tâm lý của chúng ta, cũng đã khiến chúng ta bị kích thích và khó ngủ. Cái điều tiếp theo á, là để dùng được cái điện thoại thì phải có wifi, phải có mạng. Thì những cái bức xạ sóng điện từ wifi vô hình đó, nó sẽ xâm nhập vào cơ thể chúng ta, khiến cơ thể chúng ta bứt rất khó chịu. Và tuyến thượng thần sẽ tiết ra một cái loại hormone khiến chúng ta căng thẳng, stress. Đó chính là hormone cortisol. Thế cho nên á, cách giờ đi ngủ 1 tiếng, chúng ta hãy ném cái điện thoại thật xa, cố gắng để ở chế độ máy bay, hoặc là tắt nguồn đi. Hãy tạo cho mình một cái thói quen này. Thứ tư đó là bật đèn ngủ. À, nghe thì rất là vô lý, nhưng mà khi mà chúng ta đi ngủ á, thì cố gắng là ngủ trong một cái không gian á, tối như mực. Bởi vì khi chúng ta bật đèn ngủ thì cơ thì chúng ta vẫn có khả năng cảm thụ ánh sáng khi chúng ta đi ngủ. Mà đèn nó vẫn bật thì cơ thể sẽ lầm tưởng vào ban ngày, giấc ngủ chúng ta sẽ không sâu, và cái khả năng phục hồi, tái tạo, chữa lành sẽ không được diễn ra một cách trọn vẹn. Một lưu ý nữa cho chúng ta, đó là nếu như phòng ngủ của chúng ta mà có rèm thì chúng ta cố gắng làm mở cái rèm này ra, hoặc là hơi hé cửa một chút, để khi mà giao giữa ban đêm với ban ngày, ánh nắng mặt trời xuất hiện, nó sẽ tràn vào phòng và cơ thể người chúng ta sẽ cảm thụ ánh sáng, sẽ có sự chuẩn bị giúp chúng ta thức giấc một cách nhẹ nhàng, sảng khoái. À, cái điều thứ năm đó là tập thể dục. Tập thể dục rất là tốt, nhưng mà phải đúng thời điểm. Cái thời điểm mà tập thể dục lý tưởng nhất, tốt nhất chính là vào sáng sớm. Thế nhưng nhiều cô bác thấy tập thể dục tốt thì gần giờ đi ngủ cũng tập rất là hăng, rất là nhiệt tình. Tại sao vậy? Tại vì khi chúng ta tập á, thì cơ bắp sẽ được đốt nóng, rồi là sản xuất, kích thích, tưới dưỡng nhiều cái hormone hạnh phúc như là hormone serotonin, hormone dopamine giúp chúng ta cảm thấy hào hứng, sảng khoái và có động lực. Hormone này nó tiết ra nhiều thì chúng ta rất là khó ngủ. Thế cho nên nếu có tập á, thì cách giờ đi ngủ khoảng 30 phút đến 1 tiếng, hãy tập những cái động tác giãn cơ nhẹ nhàng, hãy thực hành những cái bài thiền để thân tâm của chúng ta nó an lạc, hoặc tập cái tư thế gác chân lên tường 15 phút trước khi đi ngủ, giúp thư giãn đôi chân của chúng ta, giúp đưa máu trở về não và giảm áp lực cho tim tốt hơn. Chúng ta sẽ có một giấc ngủ sâu ngon, chứ không phải là chúng ta tập thể dục cường độ cao các cô bác nha. Và hy vọng rằng cái video này có thể giúp ích cho nhiều người thay đổi chất lượng cuộc sống. Nếu các cô bác chỉ thấy tốt, hãy chia sẻ cho 3 tới 5 người bạn chúng ta cảm thấy yêu mến. Đặc biệt nhớ bấm vào nút đăng ký kênh ủng hộ Nam Hà, và nhớ bấm vào quả chuông nhé để nhận thêm nhiều video tuyệt vời phía sau. Nam Hà biết ơn và sớm hẹn gặp lại. Xin chào. Cảm ơn quý anh chị đã xem hết video của Nam Hà. Còn rất nhiều video giá trị tiếp theo, quý anh chị hãy click ngay trên màn hình ô bên trái hoặc bên phải để xem tiếp. Nam Hà xin chân thành cảm ơn.